Trấn Thành và những mối tình kỳ lạ nhất showbiz Việt. Trấn Thành vừa là MC, vừa là danh hài nổi bật nhất làng giải trí Việt. Cũng chính vì vậy nên có không ít những tin đồn kỳ lạ xung quanh tình yêu và giới tính thật của anh. Hai mối tình đồng tính với Đào Bá Lộc và Duy Khánh. Dù chưa một lần thừa nhận, nhưng Trấn Thành vẫn dính nghi án tin đồn giới tính khi vướng vào lùm xùm với hai ca sĩ trẻ trên. Trước khi cưới Harry Won, Trấn Thành rất thân thiết với Duy Khánh. Hai người có rất nhiều hình ảnh chung khá thân mật, mặc đồ đôi trong nhiều sự kiện. Đặc biệt trong đám cưới Trấn Thành, Duy Khánh đã bật khóc và cáo lỗi về trước vì việc riêng. Tuy Duy Khánh chỉ thừa nhận giữa anh và Trấn Thành chỉ là tình thầy trò, thần tượng, nhưng vẫn khó tin vì những hành động thân thiết quá mức giữa hai người chỉ là mối thâm giao thông thường. Với Đào Bá Lộc thì khác, ca sĩ này thừa nhận giới tính thật của mình thuộc giới thứ ba và đã có 14 mối tình đồng giới. Trấn Thành là mối tình thứ 14 của anh. Tuy không nêu rõ đích danh của Trấn Thành, nhưng những sự việc anh nói về người tình thứ 14 này, nam MC kim danh hài nổi tiếng tên T, vừa lấy vợ là một ca sĩ trẻ. Đặc biệt, cư dân mạng còn truyền tay nhau một bức hình được cho là của Đào Bá Lộc và Trấn Thành tại sân bay. Về hai mối tình đồng giới này, Trấn Thành đều im lặng nên độ xác thực của nó vẫn là một câu hỏi. Mối tình đặc biệt với gái một con Mai Hồ. Trước khi yêu Trấn Thành, Mai Hồ đã vướng vào một lần đò và có một con trai. Tuy nhiên, Trấn Thành lại yêu và dọn đến ở chung với Mai Hồ, trong khi anh đang là một danh hài, một MC trẻ tài năng. Anh từng chia sẻ trong lần đầu tôi kể rằng, anh có gu khác lạ, chỉ thích những người phụ nữ đã từng có gia đình. Nhưng cuối cùng, anh lại chia tay Mai Hồ, cũng với lý do khá lạ, sợ bản thân sẽ ngoại tình, trong khi bản thân lại thích người chín chắn. Sự mâu thuẫn khiến lý do này không thuyết phục. Đám cưới không đính hôn, không tuần trăng mật và đi diễn ngay sau lễ cưới với Harry Won. Mối tình với Harry Won cũng khiến Trấn Thành nhận về không ít lùm xùm. Việc Harry Won chia tay Tiến Đạt sau 9 năm yêu nhau để đến với Trấn Thành khiến nhiều người nghi ngờ đây là một bản hợp đồng hôn nhân thường thấy trong showbiz. Đám cưới của hai người diễn ra khá lặng lẽ, không tuyên bố đính hôn, không tuần trăng mật và nhận show ngay sau lễ cưới. Chưa rõ độ xác thực tin đồn này đến đâu, nhưng từ khi cưới Trấn Thành, Harry Won bỗng chốc trở nên nổi tiếng, cách xe cao hơn. Đặc biệt là cho dù đã kết hôn từ năm 2016, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa có con. Dù có những mối tình đặc biệt và kỳ lạ nhất showbiz, nhưng không thể phủ nhận tài năng của Trấn Thành. Vì vậy, bên cạnh cách anti-fan thì số lượng người hâm mộ và yêu mến danh hài này cũng nhiều không kém. Những bóng hồng từng đi qua cuộc đời của Trường Giang. Không sở hữu chiều cao lý tưởng, cũng không có ngoại hình quá phong độ, đẹp trai. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ở Trường Giang có sức hút gì đó mà vô số người đẹp lại vướng tin đồn hẹn hò hoặc công khai chuyện tình cảm với anh. Cứ cách một thời gian, công chúng lại xôn xao khi biết ai đó tố cáo Trường Giang bạc tình, bắt cá hai tay. Vậy hồ sơ tình ái của gã lăng nhăng bậc nhất showbiz Việt này như thế nào? Những bóng hồng đã từng đi qua cuộc đời của Trường Giang là ai? 1. Diễn viên Nhã Phương. Đầu tiên phải kể đến Nhã Phương, cô gái duy nhất có danh phận bạn gái chính thức của Trường Giang. Được anh công khai trước công chúng, cùng tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Cả hai quen nhau khi tham gia dự án phim điện ảnh 49 ngày. Tuy là lần đầu hợp tác, nhưng Trường Giang và Nhã Phương khá ăn ý nhau. Ngay sau khi bộ phim đóng máy, đã chính thức trở thành cặp đôi đẹp nhất và được người hâm mộ chú ý nhất. Hai người đều đã đưa đối phương về gia đình ra mắt, thường xuyên đăng tải ảnh những bức hình tình tứ trên Facebook. Tuy nhiên, trong suốt thời gian yêu Nhã Phương, Trường Giang lại bị vô số người đẹp tố cáo lăng nhăng, không chung thủy. Nhưng điều đáng nói là, sau mỗi lần chứng kiến vụ lùm xùm của người yêu, nữ diễn viên đều im hơi lặng tiếng, không giải thích bất cứ điều gì. Và sau mỗi lần như thế, công chúng lại thấy cặp đôi không hề có dấu hiệu rạn nứt, mà còn tình cảm mặn nồng hơn trước gấp nhiều. Nhã Phương từng chia sẻ, quan trọng bản chất cuối cùng là cái gì, có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ để đưa cho mọi người xem, suốt ngày lên mạng gào khóc, tôi không muốn chia tay đâu. Bao nhiêu tin đồn không lẽ cứ phải đi giải thích như vậy, tôi không quan tâm việc tôi phải giải thích. 2. Người mẫu ca sĩ Quế Vân. Trong khi Trường Giang đang hạnh phúc bên Nhã Phương, thì Quế Vân lại tung ra hàng loạt bằng chứng tố cáo anh tội lăng nhăng. Từ đoạn ghi âm cuộc gọi dài 17 phút, đến những tin nhắn mùi mẫn và hình ảnh hẹn hò của hai người, Quế Vân từng khẳng định, mối tình của hai người khá đậm sâu, thậm chí đã từng vượt quá giới hạn. Và chính danh hài xứ Quảng cũng là người chủ động làm quen,
níu kéo Billy khi cô đòi chia tay. Quế Vân cũng từng nói, khi yêu tôi, Trương Giang không che đậy hay giấu giếm bất cứ điều gì. Giang rất quan tâm, ra đường nắm tay, ngồi ăn nắm tay, rồi tự nấu rất nhiều món gọi tôi tới ăn. Tôi thường xuyên được Trương Giang đút cho ăn từng miếng. Anh luôn hôn vào trán, vuốt tóc hay nắm chặt tay. Cách Trương Giang luôn công khai tôi với bạn bè, khiến tôi nghĩ không có Nhã Phương tồn tại trong mối quan hệ này. 3. Hooker, diễn viên Sam. Sam và Trường Giang tham gia đóng phim Siêu Sao Siêu Ngố. Trong thời gian này, người hâm mộ thường xuyên thấy cô đăng tải những hình ảnh tình tứ, thân thiết trên mức tình bạn của cả hai. Không ít công chúng đặt ra nghi vấn, liệu cặp đôi này có phải là phim giả tình thật? Sam đã từng chia sẻ, nếu yêu anh là sai, em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng. Nếu yêu anh là mơ, em chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc. Mặc dù sau đó, cả hai đều phủ nhận tin đồn, và Sam lên tiếng nói, việc làm này chỉ PR cho bộ phim chứ không phải sự thật. Nhưng công chúng vẫn tin cô nàng chính là một trong những bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trường Giang. 4. Người đẹp nam em. Ngay sau màn cầu hôn của Trường Giang và Nhã Phương trên sóng truyền hình, nam em đã lên tiếng tố cáo danh hài đang tán tỉnh, yêu đương mình. Chuyện tình sai trái được cô rêu rao khắp mặt trận. Trường Giang ban đầu còn im lặng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói thẳng trong một lần phỏng vấn rằng đầu óc nam em không được bình thường. Bức xúc trước câu nói này, mẹ nam em đã nói trước truyền thông rằng danh hài thường xuyên tới nhà mình và đòi cưới nam em, nhưng bà không đồng ý. Nam em tỏ ra khá bi lụy và từng phải nhập viện trong một thời gian dài. Nhắc tới chuyện tình của mình, cô nàng nói, anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó, tôi nhận được mình cần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật, thú thật, anh Giang là người cho tôi cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa từng có người đàn ông nào dám phủ với tôi như vậy. 5. Diễn viên Khánh My. Vụ lùm xùm giữa nam em, Trường Giang còn chưa lắng xuống, thì Khánh My đã lên tiếng trên truyền hình, tố cáo nam danh hài tán tỉnh mình. Cô nói, đó là khoảng thời gian Trường Giang, Nhã Phương đang gây gỗ nhau. Anh thường xuyên tới nhà ăn cơm cùng anh chị Khánh My. Cô còn cho biết thêm, anh Giang hay nói thẳng là, anh mê gái lắm. Một người đã nói thẳng như thế và nhận tính mê gái về mình thì cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cho rằng có thể anh ấy thích mình vì đẹp, chứ tôi không nghĩ anh ấy nghiêm túc. Khánh My nói đã từ chối lời tán tỉnh của Trường Giang vì sợ làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh và bạn gái, không muốn làm kẻ thứ ba. Nhưng công chúng nhìn vào vụ việc đã không ít người nói rằng Khánh My chỉ đang muốn dựa hơi Trường Giang để nổi tiếng, trong khi bộ phim Mỹ Nhân Xài Thành của cô đang được phát sóng. Đã nhiều lần chứng kiến sự hiện diện của những bóng hồng đi qua cuộc đời của Trường Giang, nhưng Nhã Phương không hề lên tiếng giải thích bất cứ điều gì. Công chúng tự hỏi liệu cô có thể giữ thái độ ấy được đến bao giờ? Là vì cô quá vị tha hay mê muội yêu Trường Giang quá mức nên có thể tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác? Có khi nào Trường Giang vì sự hiền lành đó của bạn gái mà biết quay đầu, yêu chung thủy chỉ một người?